Có một cái tin rất là vui. Thì hôm qua DaVinci Resolve 18.5 beta vừa mới ra mắt ha, với rất 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 là nhiều tính năng thú vị luôn các bạn. Các bạn có thể lên trang chủ họ để mà coi có những tính năng gì ha. Còn video lần này mình tập trung vào một cái tính năng, đó là Speak to Text, nghĩa là tạo subtitle, tạo phụ đề tự động trong DaVinci Resolve ha. Nếu mà bạn làm video mà up lên YouTube á, thì một cái video mà có phụ đề á sẽ được YouTube ưu tiên hơn những video mà không có phụ đề ha. Cái này rất là quan trọng luôn các bạn. Ok ha. Nếu mà bạn nào muốn tải cái 18.5 beta này á, bạn có thể vô trang chủ tải ha. Rồi, vào nội dung chính ngày hôm nay. Tạo subtitle tự động trong DaVinci Resolve. Rồi, máy mình đang cài cái bản DaVinci Resolve Studio 18.5 nha các bạn. Cái tính năng này á, cái tính năng mà tạo súp tự động á thì chỉ có trên bản Studio thôi ha. Đó, bạn nào mà muốn mua cái muốn dùng cái DaVinci Resolve Studio á mà giá rẻ thì mình đã từng làm một cái video rồi ha. Bạn có thể coi lại cái video đó. Rồi, ok. Vô. Để mà tạo súp tự động á thì bạn đầu tiên là tạo một cái vô đây ha, add cái subtitle track nè. Đó. Rồi. Bây giờ là bạn vô cái timeline. À, rồi kéo xuống cái chỗ mà Create Subtitle from Audio, bấm vô, thấy không? Rồi, hiện tại đang là bản beta thôi, nên nó mới chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh thôi các bạn, chưa có tiếng Việt ha. Đó thì sau này những bản cập nhật tiếp theo á, nó sẽ có tiếng Việt ha, hy vọng là vậy. Đó, rồi những cái này bạn có thể để tự động mặc định, rồi bấm Create, đó, nó sẽ phân tích cái timeline của bạn ha, đó. Rồi sau đó nó sẽ tự tạo cái subtitle, nó ép vô đây coi này nha, đó thấy không nè, cái subtitle nè, do là mình đang nói tiếng Việt các bạn, video này mình nói tiếng Việt nên nó sẽ subtitle nó không được chuẩn ha, đó thấy không. Rồi bạn có thể vẫn phải chỉnh lại, ví dụ như là bạn lướt qua một lần hết ha, xong bạn edit lại sao cho nó phù hợp đó. Rồi còn một cái bước rất là quan trọng nữa để mà có thể xuất ra được cái subtitle, cái phụ đề cho nó đúng ha. Đó. Thì đầu tiên á là bạn nên nhớ, bạn để ý cái timeline start này nè, cái thời gian timeline của nó nè. Cái DaVinci Resolve nó sẽ start từ 1:00 ha. Đó, bạn phải chỉnh cái này lại thành 0:00 để mà cái sub của bạn á nó khớp với lại cái phụ đề ha. Ở như đây, bạn chọn cái timeline nè. Chuột phải, timeline, rồi start time code. Thấy không? Bấm vô chỉnh cái này lại thành 0. Ok rồi ha, chỉnh cái này thành 0 rồi đó. Rồi bây giờ bạn qua cái deliver để mà render ra file ha. Đó, ở đây bạn để những cái này bạn tùy chỉnh ha, tùy bạn thôi. Mình để đặt tên cho nó 5 vậy đi. Rồi quan trọng là cái chỗ này nữa bạn, export subtitle bạn bấm chọn ha. Ở đây thì nó sẽ có ba cái lựa chọn. Cái lựa chọn trên cùng tức là xuất ra cái phụ đề một cái file riêng với lại file video ha, tức là file video riêng, file phụ đề riêng là cái này. Còn cái dưới cùng á là file video nó bao gồm cả phụ đề luôn, thì cái này mình sẽ chọn cái này ha. Rồi và nhớ bấm chọn cái này nữa bạn ha, nó sẽ export cái file phụ đề ra nè. Đó, nếu mà bạn không có chọn cái này á là bạn không có phụ đề đâu. Đó, rồi nhớ chọn hai cái này, xong rồi add render, xong bấm render. Rồi, đây nè các bạn. À, đây là file video nè, đây là file phụ đề nè. À, để mình rename lại cho nó giống nhau đi. Ok, rồi mình play thử cho bạn. À, play bằng VLC đi. Rồi. Đây, thấy không? Phụ đề ra nè các bạn. Nó nằm đúng vị trí nè, nó có màu nè ha. Đó, ngon lành ha. Rồi, ok xong. Đó là xong phần hướng dẫn để mà tạo phụ đề tự động trong DaVinci Resolve 18.5 ha. Thì hiện tại nó vẫn là bản beta nên còn nhiều cái giới hạn ha. Ví dụ như là mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh thôi, chưa có tiếng Việt các bạn. Đó, có thể sau này nó sẽ có bản tiếng Việt ha. Nghĩa là sau này có thể hỗ trợ phụ đề tiếng Việt. Đó. Và cái này nó chỉ có trên cái DaVinci Resolve Studio thôi các bạn ha. Bà nào mà muốn mua cái studio mà giá rẻ có thể xem cái link dưới phần mô tả. Rồi. Coi cái video mà bữa mình làm á. Bạn nào mà muốn dùng cái YouTube Premium mà giá rẻ ha,
16.000 tháng các bạn. À, mình có hỗ trợ đăng ký cái YouTube Premium ha. Mình sẽ để link đăng ký dưới phần mô tả các bạn. Bạn vô đó điền form là mọi thứ mình sẽ xử lý thôi. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.